Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Ngày 4 tháng 3 năm 2020 thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu một mẫu sản phẩm nữa, là một bộ hoành phi câu đối gỗ hương đỏ của Nam Phi. Bộ này chúng tôi vừa hoàn thiện xong để chuẩn bị bàn giao cho anh Hồng ở Ninh Bình đây. Anh ở ngay đầu cầu mới Ninh Bình. Bộ hoành phi này có kích thước như sau. Hoành phi là kích thước 1m97 và rộng 67. Và đôi câu đối là rộng 27, dài 1m97. Đôi câu đối chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, và một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thị. Toàn bộ này là nền trơn. Xung quanh chúng tôi chạy diềm và chặt gấm hoa chanh. Đầu dưới chúng tôi đục nghê và đầu trên chúng tôi đục phượng. Đôi câu đối này là câu đối vuông. Toàn bộ là làm bằng chất liệu gỗ hương đỏ của Nam Phi. Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm bên này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bức hoành phi bằng gỗ hương này là chúng tôi chạm ba chữ là Đức Lưu Quang. Thì chúng tôi vừa mới hoàn thiện xong, chúng tôi đang đợi xe để xếp xe đây. Xung quanh phần hoành phi là chúng tôi có chạy chữ công và chữ nho đã được chúng tôi dịch xuống dưới là phần phụ đề đấy, là ba chữ Đức Lưu Quang. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo. Chúng tôi sẽ giới thiệu những mẫu sản phẩm khác.